Cảm ơn trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Hãy bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống ngay tại Fresca Riverside. Với bốn mặt tiền đường thông thoáng, bốn hướng đều có view sông xanh mát, sự hòa quyện giữa nước và gió, sự kết hợp giữa mảng xanh thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Fresca Riverside kiến tạo một không gian xanh mát tuyệt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc. Sở hữu căn hộ tại Fresca Riverside, bạn sẽ có vô vàn trải nghiệm thú vị với hơn 45 tiện ích nội khu đẳng cấp, với khu thương mại, dịch vụ, mua sắm phong phú và đa dạng. Giao thông nội khu tại dự án thiết kế linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của cư dân và khách mua sắm. Lối ra vào tầng hầm dễ dàng tiếp cận trục đường chính rộng đến 25 mét. Công viên và các không gian tiện ích nội khu gần 2000 mét vuông, bao gồm khu vui chơi trẻ em, khu vườn nghệ thuật, lối đi dạo, ghế thư giãn sinh thái. Cồn BBQ tạo nên một không gian ấm cúng xung vầy cho gia đình bạn. Ghế nằm thư giãn, vòi tắm hương sen, đặc biệt hồ bơi rộng lớn cho bạn cảm giác được hòa mình trong làn nước mát lạnh như đang tận hưởng tại vùng biển nhiệt đới ngay trong lòng khu đô thị. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, bạn có thể tận hưởng các tiện ích khác như phòng gym, spa, yoga. Ngoài ra, bạn có thể cà phê hàn huyên cùng gia đình bạn bè ngay khu sân vườn thoáng mát tầng 5 khu căn hộ. Tọa lạc trong khu đô thị hoàn chỉnh, con bạn không những sống, học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh của khu trường học. Công viên trung tâm rộng lớn, cách ngôi nhà của bạn chỉ vài bước chân. Bên cạnh đó, bạn và gia đình còn có cơ hội gặp gỡ và quảng giao cùng cộng đồng văn minh ngay tại chính nơi đây. Khu căn hộ được vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh 24/7. Với thiết kế tinh tế, mỗi căn hộ đều có ban công thông thoáng, tối đa cửa sổ hướng sông đón nắng gió tự nhiên. Với địa thế vườn thủy đắc lộc, Fresca Riverside là nơi an cư lý tưởng, mang lại cho gia đình bạn một tổ ấm an bình và lạc nghiệp vững chắc. Tọa lạc trong lòng khu đô thị Bình Chiểu, tiếp giáp chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cư dân Fresca Riverside dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoài khu như hệ thống trường học các cấp, bệnh viện Thủ Đức, bệnh viện Hạnh Phúc, đồng thời kết nối thuận tiện với các quận trung tâm và các tỉnh lân cận chỉ trong vòng 20 phút qua các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 1A, đường vành đai 2, đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến metro 3B. Fresca Riverside nằm trọn vẹn trong khu đô thị hiện hữu hoàn chỉnh, hội tụ những chuẩn mực cho sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc và cuộc sống viên mãn. Fresca Riverside, căn hộ xanh mát trong khu đô thị hoàn chỉnh.